Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Tam Mỹ, Hãn Phỉ, tác giả Hương Tiểu Mạch qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video cho nhiều người cùng xem nhé. Đối với những bạn chưa đăng ký kênh thì hãy nhanh tay nhấn nút subscribe và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hãn phỉ Tập 26 La Cường không còn gì để nói Liếc mắt nhìn y Thiệu quân vội vàng dướn người hôn lên mặt hắn Cười cười thì thào nói Người khác không bằng anh Em cảm thấy Chuyện chăn gối là năng khiếu thiên phú Không liên quan gì đến tuổi tác hay vóc dáng Lưỡi của anh dài hơn của họ nhiều Thật đấy La Cường phun một bãi nước bọt Dù vốn là người lạnh lùng nhưng bị thiệu tiểu tam nhi chọc một hồi khuôn mặt lạnh màu đồng cũng chậm rãi đỏ lên la cường quay mặt lại ôm đầu thiệu quân vào vòng tay cắn y gặm nhấm y liếm y bằng chiếc lưỡi dài và dày của mình ngoài miệng nói chỉ là một lần không có lần thứ hai nhưng la cường không thoát khỏi chiêu bài nhõng nhẽo của thiệu quân hắn cưng chiều đứa nhỏ này đến mức tối hôm đó hắn vẫn quyết định làm lại một lần nữa phục vụ thiệu quân. Thiệu quân ngửa mặt tựa vào bếp, dùng hai củi trò chống nửa thân trên lên, nhìn La Cường dựa vào hôn y, liếm vào phục vụ y, làm y hài lòng, khiến y cảm thấy thoải mái đến cả người run lên. Hồng không kiểm soát được, đung đưa ra phía trước, cố gắng tiến thật sâu vào miệng La Cường. La Cường lo sợ thằng bé này túng dục vô độ, ảnh hưởng đến thắt lưng, đụng tới vết mổ. Hai cánh tay như gọng kìm sắt của hắn cố gắng đỡ lấy eo của thiệu quân lòng bàn tay nhào nắn hai cánh mông giúp tăng khoái cảm khi thiệu quân phun trào y ngân lên mấy tiếng ưm a à trong cổ họng khuôn mặt đỏ bừng quay sang một bên phần dưới thân thì run rẩy là cường dùng ngón tay dày vuốt ve dương vật sưng tấy trong lòng bàn tay giảm tốc độ bắn tinh khiến thiệu quân bắn đến hơn một phút bắn xong rồi cả người sụi lơ nằm trên mặt đất thở hồn hển nhìn thiệu quân sung sướng hạnh phúc không ai có thể không mềm lòng khi la cường ôm chân y vắt lên vai hắn thoáng nhìn thấy bờ mông đang sưng dậy của thiệu quân không kiềm được ý muốn cưỡi nó muốn đâm vào nó tưởng tượng khoảnh khắc xâm chiếm thiệu quân ấm áp và hạnh phúc như thủy triều nháy mắt đổ ập xuống hắn la cường dựa vào thiệu quân cạ hai chóc mũi vào nhau trầm giọng nói ông đây thật sự muốn làm em thiệu quân thô bạo nuốt một ngụm nước bọt im lặng không vui vẻ ok rồi quân hắn như một con bạch tuộc cũng không từ chối là cường chỉ nói một câu đó thôi không cần chạm vào y đã suýt nữa khiến y cứng lại toàn thân run rẩy là cường ngậm đầu mũi thiệu quân hôn nhẹ thôi quên đi thiệu quân im lặng quên là quên thế quái nào được đè mắt là cường hơi đỏ lên Hắn khó chịu, cúi đầu chỉ chỉ lên người thiệu quân. Khoảng cách từ mông đến vết mổ này là bao xa? Thiệu quân. Hỏi chi vậy? Là cường so cái thứ đầy đạn cứng cáp, mỗi lần cương cứng với tay của hắn. Vật này của anh dài như thế này. Nếu đi vào, có thể sẽ đâm tới cái dây kéo lớn, khó khăn lắm mới bắt đầu hồi phục của em. Nếu nó rách ra tiếp thì phải làm sao? Thiệu quân im lặng. Thiệu Quân hoàn toàn không nhận ra sự đau khổ trong câu nói của La Cường. Y không nắm được vấn đề chính, đôi mắt thất thần thì thầm: "Đồ của anh cứng lên, nó giả như vậy luôn hả?" La Cường phải cố gắng hết sức kiểm nén mới nhịn được xúc động muốn bạo ngược trong người mình. Vết mổ lớn trên bụng bánh bao lộ ra dưới lớp áo, làn da mỏng manh ửng hồng nhàn nhạt, nhạt. La Cường cảm thấy nếu hắn bất chấp đâm vào mông bánh bao thì vị trí đó và độ dài đó của hắn thực sự có thể đâm vào vết thương ngay lập tức giống như một vũ khí sắc bén xuyên qua cơ thể đâm ra khỏi bụng thiệu quân la cường giúp thiệu quân lau dọn sạch sẽ mặc quần lại bón cho ăn chút xú mại tôm và canh xương heo mới nấu ăn no đến cái bụng căng tròn thiệu quân xoa bụng có vẻ rất mãn nguyện khoanh chân ngồi đó im lặng ngắm la cường trái tim như rung lên. Bên ngoài và bên trong la lão nhị này như hai người khác nhau vậy. Tất cả những người khác đều chỉ chạm được vào áo giáp cứng cỏi, sắc bén của La Cường. Chỉ có y được chạm vào nội tâm mềm mại, tinh tế của hắn. Cũng chỉ có duy nhất mình y, nhìn thấy một La Cường như vậy. La Cường là người của Thiệu Tam gia đây, cả đời cũng đừng hòng chạy trốn. La Cường lặng lẽ nhìn Thiệu Quân, nhìn chằm chằm y một lúc lâu, Đột nhiên nói bánh bao Chuyển công tác đi Thiệu quân mở to mí mắt Đang từ từ mệt mỏi nhíu lại vì ăn no Hả La Cường nói Anh bảo Sau này được công tác đi Đừng làm trong khu nhà giam nữa Được không Thiệu quân hử nói Đừng nói nhảm La Cường Anh không nói nhảm Anh đang nghiêm túc đấy Đừng để ông đây phải lo lắng cho em cả ngày Thiệu quân chậm rãi cầu mày Khó chịu nói Anh đang muốn rời khỏi em sao Anh không muốn Ánh mắt La Cường bình tĩnh Hắn đưa tay ra Xoa mu bàn tay vào mặt tiểu thiệu Tam Nhi Mấy ngày nay Hắn đã suy nghĩ rất lung Anh không muốn tách khỏi em Nhưng em nên đổi chỗ khác Đến văn phòng nào đó trong thành phố Tìm một công việc nhàn hạ Hoặc đừng làm cảnh sát nữa Sau này có thể thường xuyên đến thăm anh nếu cứ cố chấp ở lại nơi kinh khủng này. Sợ rằng vài năm nữa, em sẽ tự phá hỏng cả cơ thể mình mất. Còn ông đây sẽ không bao giờ được gặp lại em. Thiệu quân ngước mắt lên nhìn hắn. Một lúc lâu sau, Y Vân cổ ra hôn mạnh la cường một cái, giọng kiên định. Anh yên tâm, em sẽ không rời đi. La cường nghĩ trong bụng. Lần này thiệu tiểu tam nhi bị thương nặng như vậy, với bối cảnh gia đình như thế, cục trưởng thiệu và ông ngoại của đứa bé này liệu có thể để thiệu quân trở lại thanh hà tiếp tục lăn lộn nơi ngục giam không tất nhiên thiệu quốc cương không muốn để con trai mình đi ông muốn giúp thiệu quân được thăng cấp lên bộ tư pháp kiếm một công việc an nhàn cùng chỗ làm với con gái nhà họ đào lửa gần sơm lâu ngày cũng bén sớm muộn gì cũng có cảm tình thiệu quốc cương nói chuyện với con trai mình năm lần bảy lượt lúc còn nằm bệnh viện Thiệu quân không phải là người vô tâm Bố y nói đến như thế Sao y có thể thờ ơ Ông ngoại yêu y như thế Đã 80 tuổi rồi Mà suốt ngày cũng chạy đến bệnh viện khuyên can Dỗ dành Thiệu quân đâu phải không mâu thuẫn Ai náy, vướng bận Trước đây y cũng từng dao động Nhưng y không muốn rời khỏi La Cường La Cường thuyết phục y Thiệu quốc cường cũng chỉ muốn tốt cho em thôi Đừng trừng phạt bản thân vì sai lầm của người khác Ra mình ở đây Không đáng đâu Thiệu quân lạnh lùng nói Em ngả bài với bố em rồi Là cường nhớ mày Em có lá nào trong tay Thiệu quân có vẻ chế giễu. Em nói với ông ấy Nếu có thể phá được vụ án năm đó Trả được món nợ tình cảm Mà ông ấy mắc nợ mẹ em Em sẽ đồng ý trở lại thành phố với ông ấy Là cường im lặng thiệu quân tiếc. nhưng mà em nghi ngờ bố có nhúng tay vào vụ án này dù bố cứ nói rằng ông ấy không biết và không liên quan gì nhưng ông không phải là cục trưởng cục cảnh sát sao đây không phải là công việc của ông ấy sao không phá được thì làm cục trưởng kiểu gì nếu ông ấy phá được vụ án trả lại cho mẹ em công bằng em sẽ nghe lời ông ấy chuyển công tác rồi trở về với ông lúc thiệu quân ở trong bệnh viện Ý cuối cùng đã nói thẳng với bố mình. Cục trưởng thiệu rất sốc và giận dữ trước thái độ tra hỏi của thiệu quân. Tất nhiên, ông phủ nhận rằng cái chết của họ tần kia không liên quan đến ông. Ông không thuê bất kỳ kẻ nào giết người. Thiệu quân hỏi. Nhưng bố có động cơ giết người. Bố giải thích như thế nào? Thiệu quốc cường lúc ấy tái mặt đến mức không nói lên lời. Không ngờ suốt bao nhiêu năm, trong mắt, trong lòng con trai ông lại coi ông là kẻ sát nhân." Thiệu Quốc Cường tức giận nói, "Quân Quân, con đang cố gắng phần cao tốc với bố sao? Nếu vụ án không được phá, con sẽ từ chối nhận bố luôn à?" Tỉnh tỉnh hai bố con Thiệu Quân thật sự nóng nảy hệt như nhau. "Nếu không phải bố làm, thì bố nói xem là ai làm? Bố, chỉ khi nào bắt được hung thủ, con mới tin bố." cái chết của mẹ thiệu quân quả thực là một khúc mắc không thể tháo gỡ giữa hai bố con suốt nhiều năm qua cố hiểu ảnh người ruột thịt có liên hệ huyết thống giữa hai bố con giờ đã không còn trong lòng cả hai ai có thể vui vẻ nổi hai năm trước thiệu quốc cường đã kết hôn với người vợ thứ hai có gia đình mới nhưng trong lòng ông có thực sự thoải mái cục trưởng thiệu không chủ động nhắc đến chuyện năm ấy một là do ông không mong đợi con trai mình tận mắt chứng kiến. Thứ hai, ông không muốn phá miệng vết dạ cũ. Ông sợ quân quân thương tâm khổ sở. Nếu không cần nhắc đến chuyện cũ, thì sẽ không nhắc đến. Tất nhiên, Thiệu Quốc Cương không biết con trai mình đã phải giãy ruộng hoang mang như thế nào trong thời kỳ nổi dậy phản nghịch khi còn là một thiếu niên năm mười mấy tuổi. Vào thời điểm đó, Thiệu Quân cả ngày không về nhà, trốn tránh gia đình, đi cặp kè với bạn bè, ngủ ở nhà sở nhị thiếu xa, đi chơi club với Trần Đại Thiếu. Đến hộp đêm, sàn nhảy, một đám thanh niên choai choi trong độ tuổi sao động bất an, rằng co suốt mấy năm. Mãi đến khi lên đại học, y mới dần đi lại đúng hướng. Những năm đó, thiệu quân mỗi khi ra ngoài thì bạn bè đi lê la, thường đèo theo bạn học đào san san ở yên sau xe đạp. Đây cũng là mặt tiền của mấy nam thiếu niên choi choi phô trương cho bạn bè những người khác đều chở con gái theo sao thiệu quân không có được người ta cười thì sao thiệu quân thậm chí còn trốn nhà nhiều lần vào ban đêm cố tình để bố biết rằng y đang giao du với đảo san san cố tình chọc tức người lớn khiến bố y nóng nảy nổi giận cũng không rõ đây là kiểu tâm lý nổi loạn nào cố gắng chứng minh sự tồn tại của mình trả đũa cho tổn thương tâm lý mình chịu đựng bằng cách làm tổn thương những người thân Kết quả là, bây giờ, cục trưởng Thiệu vẫn tưởng rằng hai đứa trẻ ngây thơ này có gì với nhau và bắt đầu gán ghép Thiệu Quân với con gái nhà họ Đào. Ông thực sự nghĩ rằng giữa hai đứa trẻ còn tồn tại cái gọi là thanh mai trúc mã. La Cường đêm đó xoa đầu Thiệu Quân, bàn tay to chùm lên đỉnh đầu y, dùng nhiệt độ cơ thể hắn sưởi ấm toàn bộ đầu cho Thiệu Quân. Hai người yên lặng chăm chú nhìn nhau. La Cường giống như vô tình xác nhận lại. Em hứa với bố em rằng nếu ông ấy phá được vụ án, bắt được kẻ sát nhân năm đó, em sẽ rời khỏi Thanh Hà. Sống một cuộc sống bình thường, đúng không? Thiệu quân khinh thường hừ mũi. Em cam đoan như vậy, nhưng em biết ông ấy dù sao cũng không giải quyết được vụ án, nên em mới thuận miệng nói. Là cường ngẩn người. Làm sao em biết sẽ không phá được? Thiệu quân nói. Em còn quá nhỏ để làm chứng Không có video ghi hình Không có mẫu máu Không có DNA Khi đó mấy con hẻm còn chưa có gắn camera an ninh Gần như không có manh mối nào Làm sao cảnh sát có thể phá được Hơn nữa Người đó thoạt nhìn thì có vẻ là dân xã hội đen Làm rất gọn gàng chuyên nghiệp Không để lại dấu vết gì Vụ án hơn 10 năm rồi Cho dù bố em có giỏi cách mấy Thì ông cũng không phải là thần không thể phá được tất cả các vụ án. Lão nhỉ, dù bố ép em thế nào, em cũng không rời khỏi chỗ này đâu. Lấy vụ án năm đó để nói chuyện, thật ra cũng là tiến một bước, lùi nửa bước, cũng là kế hoãn minh. Thiệu quân biết mình không thể rời xa La Cường. Y chạm môi với La Cường, hôn sâu, mặt dán mặt, hít thở mùi hương của nhau, khắc sâu vào xương tủy chỉ vài ngày sau khi thiệu tam gia trở lại làm việc ở thanh hà y nhanh chóng trở thành khách quen của bệnh viện nhà tù hầu như mỗi tuần đều đến gặp bác sĩ phần lớn nguyên nhân là do cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn sức đề kháng rất yếu rất dễ mệt mỏi một phần nhỏ lý do cũng là hơi túng dục quá độ cứ hai ngày ba bữa là y lại làm chuyện đó với la cường trong căn bếp nhỏ sau khi mây mưa buổi tối xong là sang ngày hôm sau thắt lưng và chân đau đến buồn rùn, đứng trực trong nhà xưởng cũng không nổi, phải ngồi xuống, vết mộ ở bụng trên không được thoải mái cho lắm. La cường âm thầm nhìn thấy, hắn không vui. Cũng may là hôm đó trong bếp không kích động nhất thời làm chuyện đó, nếu không, thật sự bánh bao sẽ ngất xỉu, để người ta cắng đi bệnh viện mất. Thiệu quân như thế này, sao La cường không đau lòng? Ngoài việc nấu bữa tối cho thiệu quân, làm vài món bổ dưỡng, Hắn có thể làm gì khác? Đứa nhỏ này thật sự rất ương bướng, chỉ cần cảm thấy mình nên làm gì là sẽ lao vào, không quan tâm đến sức khỏe của bản thân, không muốn nghỉ ngơi. Là cường trong này vướng bận Thiệu Tiểu Tam, hắn không biết bên ngoài đã nháo nhào đến mấy ngày. Em trai hắn là Tiểu Tam không may mắn, nơi ở gần như bị đập tan, bảy tám chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh kiểu Bắc Kinh buộc phải tạm ngừng kinh doanh vì bị kẻ thù của hai anh em ném phân vào. Sáng sớm, toàn thể nhân viên và đàn em dưới tay la chiến cầm giày lau và trở quét cửa hàng, lau kính, dọn phân. Ra tủ ngần ấy ngày, trong sạch lương thiện mở cửa hàng, thật sự là sấm chớp giữa trời quang, dẫm phân chó trên đường lớn. Nhà hàng này sao có thể mở cửa nổi? La Chiến gọi điện đến nhà tù lén lút xin quản giáo trưởng của khu giam sắp xếp một cuộc thăm tù trên ngang. Thiệu quân đẩy giọng mũi nói trong điện thoại, cố ý lạnh lùng. Này La Tam Nhi, không phải anh vừa mới đến thăm tù hai tháng trước sao? Sao giờ lại đòi thăm nữa? Cuộc sống cải tạo của La Cường ở đây rất tốt, khỏi tôi để mắt đến anh ta, nên anh không cần cứ giam bữa nửa tháng lại chạy đến xem đâu. Thiệu tham gia nghĩ thầm, anh muốn xem cái gì Xem gì mà xem Thật là huynh đệ tỉnh thâm Đến kiểm tra xem anh trai anh Có được tam gia đây chăm sóc đủ không à Là chiến nói có chuyện quan trọng Cần phải hỏi thẳng mặt anh trai Thiệu quân không chịu nổi chuyện này Không chút khách khí hỏi lại Có chuyện gì quan trọng Thì nói cho tôi biết Tôi sẽ chuyển lời Không cần anh phải đến đây Là chiến nghiêm túc nói Thành khẩn Xin lỗi đồng chí đội trưởng vì gây phiền phức cho ngài thật tình xin ngài có thể giúp tôi lần này tôi cũng biết mỗi quý chỉ có thể đến thăm một lần nhưng thật sự là trong nhà đang có chuyện rất gấp cần bàn bạc nếu không tôi cũng không dám làm phiền ngài đến như vậy đâu thiệu quân nói ở nhà có chuyện gấp sao giọng điệu lịch sự và thành khẩn của la tiểu tam nhi khiến thiệu quân không thể từ chối chuyện thiệu quân vô tình gặp được trong bệnh viện vài ngày trước với tính tình của y Sao có thể ngậm mồm không nói được Y ngồi xổm trong góc một mình Vừa cắn mấy cái bánh bao Chính tay la cường hấp Vừa vui vẻ toàn tính trong bụng Mấy ngày sau sẽ đi kể hết với la cường La cường hơi nhướng chân mày Của mình lên Kinh ngạc nói Em tận mắt thấy à Thiệu quân ngồi xếp bằng trên ghế Vừa nhai bữa tối trong miệng Vừa hăng hái khoa tay múa chân Đúng rồi Em thấy người thật việc thật luôn nhìn lướt qua một phát là thấy có gian tình. Chắc chắn không sai. Em anh có bạn trai? Là Cường hỏi. Là ai? Trông như thế nào? Thiệu quân trợn tròn đôi mắt đào hoa. Suy nghĩ hồi lâu không biết nên diễn tả dáng vẻ đẹp trai của Trình Vũ trong mắt mình như thế nào. Trong đầu lướt qua quá nhiều tính từ hoa mỹ bay bướm. Cuối cùng kết luận một câu. Trông... Dù sao thì anh cũng không nên nhìn thấy sớm. La Cường tỏ vẻ khinh thường. Chắc là La Tiểu Tam Nhi kết giao với một tên nhóc bán mông nào đó thôi. Trước kia thượng vàng hạ cám gì cũng thử qua rồi. Giờ chẳng lẽ kiếm được người ba đầu sáu tay gì đó. Còn ai đẹp hơn Tiểu Quân? Tiểu Quân bé nhỏ của ông đây, đẹp từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Tiểu Quân âm thầm dò xét La Cường, từ từ lộ ra vẻ lém lỉnh. À nè, lão nhị, theo lý thuyết á, là cậu la chiến nhà anh bề ngoài trông khá là cao to vạm vỡ giống như anh vậy đó giờ tay nhấc chân thấy nam tính ngời ngời đàn ông đích thực hơn nữa lại còn trông cũng rất giống anh như đúc cùng một khuôn vậy vậy mà không hiểu sao cái chuyện đó không có giống la cường khó hiểu chuyện gì không giống thiệu quân thì tầm ý là trên giường ấy cái kịch liệt bạo lực sung sướng á là cường hử một tiếng trong lỗ mũi tam nhi nhà anh như thế nào làm sao em biết thiệu quân không nhịn được cắn vài cái lên miệng hắn hưng phấn vô sỉ khi thấy người khác gặp họa là cường cả buổi vẫn chưa hoàn hồn hai mắt trừng trừng vẫn chưa tin vớ vẩn tam nhi nhà anh là ai sao nó có thể để người ta đè được còn mẹ nó đứa nào dám để em trai của bố? Thiệu Quân cười xấu xa, đưa tay xoa bóp khuôn mặt La Cường. Chồng cương mặt hai nghe lại trong đầu tưởng tượng một ngày nào đó La Cường cũng sẽ oai oán chồng mông lên trời. Thiệu Quân nói: này lão nhị, còn anh thì sao? La Cường, sao cái gì? Thiệu Quân cắn vài cái lên mặt hắn, cái miệng kia của anh dùng tốt không? Anh nói với em rồi Thật ra La Cường đột nhiên nhìn chằm chằm thiệu quân Hai mắt phát hỏa Hùng ác nghiến răng mắng <laughs> Đồ hư hỏng Đừng hòng Cả ai dám động đến tam nhi nhà bố nữa Dám làm đầu mùng nó Chờ bố ra khỏi tù Không bắn hắn thành cái sàng Bố đổi họ La Cường và Đàm Long đánh nhau xong Thương ngoài thương trong gì cũng đã gần như lành hẳn Chỉ để lại vết sẹo kinh khủng của đinh sắt trên vai sau. Khi đó, Thiệu Quân nghĩ rằng La Tiểu Tam Nhi nghe tin lão nhị bị thương nên nóng lòng đến an ủi người anh trai yêu quý của mình. Ánh mặt trời trên sân chơi lớn buổi trưa vừa đứng bóng, Thiệu Quân từ dưới hiên thò đầu ra, móc ngón tay với người nào đó. 3709, tôi báo cáo. La Cường dễ dàng ném bóng vào rổ bằng một cú lên bóng. Lông mi dày của hắn được ánh nắng mặt trời phủ một lớp vàng nhạt vầng trán sáng bóng. Hai người ngầm hiểu, ánh mắt từ khóe mắt lộ ra cảnh giác, mu bàn tay nhẹ nhàng cọ vào nhau, nhỏ giọng nói chuyện. Khuếch miệng La Cường lộ ra ý cười. Tam Nhi lại đang nhớ ông đây à? Thiệu Quân cong môi khinh thường. Có khi mở tiệm kinh doanh thua lỗ, nên đến báo anh giải quyết đấy. La Cường ngạo nghễ nói. Tam Nhi của anh mở cửa tiệm để kinh doanh, thạo việc buôn bán đã từng là ông chủ ở mấy nơi lớn trong thành phố cần gì đến ông đây giải quyết cạnh phòng thăm hỏi gặp mặt phạm nhân của gia đình có một phòng giám sát nhỏ mỗi khi có ca thăm hỏi là luôn có chuyên gia giám thị và đọc cử chỉ ngồi bên theo dõi cuộc trò chuyện thiệu quân lẻn vào phòng giám sát lúc nào không biết rất tự nhiên vỗ vỗ vài đồng nghiệp xuyên tử bận quá hả ăn cơm chưa cảnh sát nhỏ kia đang đeo tai nghe bận rộn điều chỉnh âm lượng và video. Thiệu Quân lấp lửng nói hai ba câu. Cậu đi ăn đi, để tôi ở đây giám sát cho. Rồi đuổi đồng nghiệp đi. Hai anh em nhà họ La đang nói chuyện trong phòng qua tấm kính thủy tinh, còn Thiệu Quân nghe trộm qua tai nghe ở phòng bên cạnh. Nét mặt của hai anh em giống hệt nhau, nhưng trang phục lại hoàn toàn khác nhau. La Cường mặc đồng phục tù nhân, đầu chọc lạnh lùng, ánh mắt trầm tĩnh mà toát ra vẻ u ám tối tăm miệng ngậm nửa cây thuốc lá còn ông chủ la chiến có thể nói chỉ một thời gian ngắn không gặp đã không nhận ra cắt tóc ngắn đôi mắt đen sáng ngời bộ râu được sửa lại gọn gàng ăn mặc chỉnh tề bảnh bao và tự tin la chiến thông minh tài giỏi nhân duyên lại tốt mấy năm gần đây nhờ sự bao bọc của cảnh sát tiểu triệu và các quý nhân khác đã không còn là con sói con khốn quẫn nghèo túng bị bỏ tù cũng không còn là con gà con yếu ớt không chịu nổi mưa gió luôn được anh hai che chở bảo bọc nữa tình anh em sâu nặng máu mủ ruột già nhưng đường đời dường như đã từ từ chia lìa hai anh em mỗi người một ngả mỗi người giờ đang rẽ trên hai con đường khác nhau vướng bận trong lòng hai người cũng khác nhau thiệu quân cũng không ngờ hôm đó lão nhị và tiểu tam nói chuyện chưa tới mấy câu đã đỏ mặt tức giận đứng phắt lên to tiếng với nhau la chiến cũng nghe tin anh trai mình giết người trong tù náo loạn tòa án nên lo lắng chạy vào la chiến hỏi anh anh bây giờ thế nào anh không bị họ đàm đó làm bị thương gì chứ la cửa ngạo nghễ nói anh mày là ai mà lo thẳng nhái nhép đó sao có thể làm tao bị thương la chiến sững sờ hỏi anh anh không bị gì đúng không anh không bị gì thì tự nhiên sao lại đi đánh chết người hốc mắt la chiến nóng lên chịu được một lúc nhưng vẫn tính tình thẳng thắn từ nhỏ đã thân thiết với anh hai quen khóc lóc quấy phá trước mặt anh nên giờ đã không nhịn được nữa phải nói hắn bảo anh à chỉ là anh ở trong tù đánh nhau Chuyện này đối với anh không là gì cả. Còn em thì sao? Anh ở trong này đánh nhau cho sướng, còn em bên ngoài phải đi giải quyết hậu quả. Anh đánh nhau là em phải chi tiền, tiệm ăn ra bồi thường. La Cường đột nhiên giận tái mặt, chân mày cứng đờ, lạnh lùng nói: "Tam Nhi, mày có ý tứ gì?" "Ý là ông đây làm linh lụy đến mày." "La Chiến, anh" Đâu phải anh không biết Đàm Tiểu Long là ai Nhà nó như thế nào Đàm Ngũ Gia đâu phải là người thường Anh giết Đàm Long Đàm Ngũ Gia có chịu để yên không Là Chiến nói xong Lòng ốt ức Mắt cũng đỏ mê Em ra tù được mấy năm rồi Ngày nào cũng đi sớm về muộn Làm ăn cũng không dễ dàng gì Em muốn người dựng sự nghiệp Để sau này anh vượt ra tù Là có thể sống cuộc sống tốt nhất muốn gia đình em không phải hối hận khi yêu thương một tên khốn khiếp từng ăn cơm tù em có thể đứng thẳng lưng trước mặt mẹ vợ sống như một con người nhưng anh à anh đừng gây phiền phức cho nhà chúng em nữa được không hồi đó dù núi đao biển lửa hai chúng ta cũng đã kể vai sắt cánh suốt nửa đời người nhưng từ nay về sau anh em mình đừng đi trên con đường đó nữa đừng tiếp tục đâm chém chúng ta chỉ trên một con đường sạch sẽ sống một cuộc sống yên bình và ổn định như một người bình thường đi được không la cường không ngờ tam nhi nhà hắn hôm nay lại tới trách móc oán giận sâu trong thâm tâm hắn không bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra khiến hắn nghẹn lại không nói nên lời ông chủ la trước mặt hắn không còn là thằng nhóc la tiểu tam nhi quấy phá hôm nào nữa liệu la cường có còn là la cường của quá khứ không hai anh em không còn nghĩ về cùng một hướng nữa xét đến cuối cùng chính là la cường là người tính tình khó hiểu mọi chuyện đều để trong lòng không nói cho người khác nên la chiến hoàn toàn không biết gì về ân oán ẩn sau cuộc ẩu đả của anh mình và đàm đại thiếu chưa nói đến sự tồn tại quan trọng của thiệu tiểu tam nhi la chiến không biết anh trai mình cuối cùng lại giết đàm long là vì ai cả người trong lòng người quý giá nhất của la cường bị để lại một vết sẹo không bao giờ lành trên bụng. Không báo thủ thì có đáng mặt đàn ông không? Đối với là Cường, hắn vì người hắn yêu thương trong lòng. Đối với là Chiến, hắn cũng vì người mà hắn trân trọng bằng mọi cách có thể. Là Cường chỉ có một con đường tăm tối trước mặt. Cho dù hắn toàn thân đẫm máu, thương tích đầy mình, thì hắn dù có chết cũng sẽ bảo vệ sự an toàn của thiệu quân. Mà phía trước là Chiến chỉ có một con đường chân chính cũng chỉ có cách này mới có thể thành toàn cho tình cảm của hắn và Trình Vũ. Mấy năm qua, hắn đã thay đổi triệt để, thay đổi quá khứ của mình, trải qua bao nhiêu vất vả cùng kiên trì bám giết. Là vì ai? Hắn liệu có sẵn sàng làm liên lụy và làm tổn thương Trình Vũ vì quá khứ của mình không? Hắn có thể để cho Trình Vũ mất đi thêm một cánh tay nữa do lỗi của hắn sao? Là chiến nghĩ đến vết thương của Trình Vũ công việc của trình vũ một cơ thể không hoàn thiện và nỗi đau không thể bù đắp mà trình vũ phải gánh chịu cho mình mắt hắn lại gần ướt đưa tay thô bạo dụi mắt là chiến nói anh à anh đừng trách em thay đổi em thực sự không muốn dây dưa trên giang hồ như trước nữa hiện tại em đã có người yêu có gia đình rồi vợ suốt ngày lo lắng cho em em cũng không dám nói cũng không muốn em ấy biết chuyện này. Về sau anh cũng đừng dính đến Giang Hồ nữa. Anh nghe em đi, được không?" La Cường mắt đỏ ngầu, nghiêm nghị nói. <laughs> "Người nhà mày là ai? Nói cho tao biết." La Chiến quẹt mũi. "Em nói ra, anh hai đừng giận em." La Cường đáp. "Còn mẹ nó, mày có nói cho tao biết không?" La Chiến đáp người đã cứu mạng em trên đường núi Diên Khánh hồi đó. Là Cường sửng sốt. Là Chiến nghẹn ngào. Anh, đừng trách em. Sau này em không thể làm cho em ấy khó xử. Nếu không, nếu không có em ấy, sẽ không còn em trai của anh đâu. Hôm nay anh cũng không thể gặp em như thế này. Là Cường răng cắn đầu lọc tàn thuốc, lửa thiêu đốt khóe miệng. Hai tay trắng bệch, siết trên tay vịn ghế. Một lúc sau, La Cường đột nhiên bùng nổ. Không thể kìm nén cơn tức giận được nữa. <laughs> Chỉ vì một người như vậy mà mày đến trách móc ông đây. Nếu không có nó, sẽ không còn mày. <laughs> Bây giờ có nó rồi, mày không cần gặp tao nữa đúng không? Trong mắt mày, trong lòng mày, còn coi tao là anh không? La Cường nghẹn trong cổ họng nửa câu sau. Tốt xấu cũng kìm lại được, không giống lên trước vô số cặp mắt xung quanh. Thằng sói còn khốn khiếp đi với cảnh sát kia Lại còn trổng mông để cho nó Xong rồi lại còn chạy đến đây khi dễ anh mày Thiệu quân đang nghe trộm trong phòng giám sát Nghe được đến đoạn người yêu la chiến Vốn để im lặng nghe chuyện phiếm thôi Nhưng lúc này không kìm được nữa Thiệu quân bật loa lên Cách một bức tường Cầm micro hét lên Hai người kia Các người đang hét cái gì vậy Không thể thương lượng hòa bình được sao Hét lên cái gì Hai anh em bị giống Theo phản xạ đồng thời ngẩng đầu lên Trừng mắt nhìn cái loa lớn trong góc Là cường lập tức chợt nhận ra Đó là thiệu quân Tà ánh bao đang nghe Là chiến đỏ mặt Hạ giọng nói Anh Em luôn không muốn nói kỹ với anh Kẻ chịu trách nhiệm cho vụ tấn công xe hộ tống là ai Là cường tái xanh mặt Là chiến đáp đó hoàn toàn không phải là một tai nạn Đúng không? Anh à, anh hiểu rõ nhất mà Anh biết đó là ai Và anh biết tại sao La Cường đáp Mày đang trách tao phải không? La Chiến Em ấy vì em mà hỏng một cánh tay Em rót cho em ấy Anh à Em không trách anh Không phải lỗi của anh Này là lỗi của em Em có lỗi với em ấy là cường giận dữ run lên thanh quản khàn khàn như đang chảy máu tam nhi mày đang ước cánh tay bị hỏng đó là của anh mày đúng không la chiến quệt miệng lắc đầu quẩy quậy không phải em ước gì cánh tay tàn phế đó ở trên người em là cường hai mắt đỏ ngầu vẻ mặt đột nhiên đau đớn giữa kẽ răng chậm rãi rít ra một câu tao nuôi nấng mày mười mấy năm nuôi ra một con sói vô tâm tàn nhẫn bóng ngân bội nghĩa đại ca là lão nhị tung hoành sang hồ gần ấy năm không ai dám nói chuyện trực tiếp với hắn như vậy mà người này lại là em ruột của hắn lại chọc vào nơi mềm mại nhất đau đớn nhất của hắn hơn nữa cú đả kích của la chiến là cường không thể nói một lời phản bác năm đó xe áp giải tù nhân của la chiến bị lật cảnh sát trình đã trả giá một cánh tay để cứu la chiến sau đó, là cường sâu chuỗi lại các manh mối, cũng biết rằng mọi chuyện là do có người sắp đặt, báo ứng cho những chuyện hắn gây ra trong quá khứ. Là chiến vùi mặt vào sâu trong tay, mắt đỏ hoe nói. Anh ơi, em thực sự hối hận, em hối hận thật rồi. Tại sao trước đây em không phải là người tốt? Tại sao em lại là một kẻ khốn nạn như vậy? Mỗi chữ, mỗi câu đều là sự hối hận nó như một nhát dao đâm vào giữa ngực La Cường. Đúng vậy, chính là hắn năm đó. Được gạt là tiểu tam nhi mười mấy tuổi còn chưa tốt nghiệp trung học ra khỏi nhà. Kiểm soát dưới bàn tay mình, lan lộn giang hồ với em trai hắn. ham mê nhục dục, choáng ngợp trong tiền tài. Khi đó cũng là hắn, trên tay ôm bao nhiêu nợ máu để tranh đoạt danh lợi, tranh đoạt địa bàn. Chính những giao dịch ngầm không ra ngoài ánh sáng này đã kéo là lão nhị tham gia vào những sóng gió đẫm máu của cuộc tranh đấu chính trị phía trên. Chính quyền và thế giới ngầm lợi dụng nhau để rửa tiền, giao dịch chợ đêm, lấy giấy phép cấp và thu hồi đất của pháp viện và ủy ban thành phố, chỉ với vài triệu vốn đã nắm được mảnh đất giá trị hàng trăm triệu tệ để kiếm lời bạc tỷ, giàu lên sau một đêm. Là Cường không ngờ rằng một ngày nào đó, người em trai hắn quan tâm nhất sẽ chạy đến và hét lên nói rằng tai nạn xe ấy hoàn toàn không phải là một tai nạn. Và hắn biết rõ nhất tại sao những điều này lại xảy ra. Hắn đương nhiên cũng không nghĩ rằng ngày đó thiệu quân hắn yêu thương nhất hiếm hoi khóc trước mặt hắn nói rằng mẹ mình đã nhảy lầu gia đình bị phá hủy và sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho người gây ra chuyện đó. Trăm sông đổ về một biển hắn chỉ là con tốt trong tay kẻ khác làm nghề cầm súng dính máu vì tiền và lợi ích hắn đi hại người sớm muộn gì cũng bị người hại nhưng hắn không bao giờ nghĩ cuối cùng lại làm tổn thương em trai hắn tổn thương đến người hắn chân quý nhất bên cạnh mình thiệu quân từ phòng bên bước ra với vẻ mặt lạnh lùng lần này không thể nhịn được nữa thiệu tam gia ngày đêm chăm sóc la cường rất sót la cường sao y có thể chịu được cảnh la cường bị em trai mắng mỏ chi chiết thiệu quân hạ mũ xuống không muốn lộ mặt giơ tay chỉ vào La Chiến không chút khách khí. La Chiến, anh nói xong việc nhà chưa? Anh của anh hôm nay tâm trạng không tốt, đừng khiến anh ta cảm thấy khó chịu, được không? La Cường quay đầu lại, bị ánh mắt của thiệu quân làm đau đớn, hắn đột nhiên nói. Sĩ quan thiệu, không liên quan gì đến cậu, cậu ra ngoài đi. Thiệu quân sửng sốt, đây là cái gì? Em đang đứng về phía anh, bảo vệ anh đó giọng la cường như nghẹt thở trầm giọng nói sĩ quan thiệu chuyện gia đình của chúng tôi cậu đừng xen vào hiểu không đi ra ngoài đi thiệu quân tức giận đến mức muốn vùng tay cho con gấu này một trưởng đá chết hắn ừ gia đình anh gia đình của anh đấy la cường nhìn bóng lưng thiệu quân nín thở quay đầu bỏ chạy hắn thực sự sợ đứa em trai vô tâm của mình sẽ đi quá xa thiệu quân sẽ nghe được toàn bộ sự thật khi anh không kịp đề phòng không kịp chuẩn bị tâm lý một mình hắn làm hắn gánh được trời sập hay sóng lớn la cường cũng không ngại la cường chỉ sợ thiệu quân không thể chấp nhận nổi la chiến vì mối quan hệ của chính vũ gặp anh trai hắn chất vấn xong mấy ngày sau đã hối hận anh em máu chảy ruột mềm hắn được anh trai nuôi nấng từ khi còn bé tí sát cánh bên nhau chiến đấu trên giang hồ vào sinh ra tử từ khi còn là một thiếu niên. Tình cảm hun đúc từ quãng thời gian đó bền chặt thâm sâu, không phải chỉ cần gây gỗ vài câu là có thể đứt. Anh em là anh em, người yêu là người yêu. Dù có người yêu thì tình anh em cũng không vì thế mà suy yếu dù chỉ một chút. Trong lòng La Lão Nhị hay trong lòng La Tam Nhi đều giống nhau cả. Nhưng hai người có tính tình khác nhau, thể hiện ra ngoài cũng khác nhau. Suy cho cùng, La Chiến không phải là con sói con máu lạnh vô tâm như anh trai hắn mắng. Nếu như La Chiến biết toàn bộ câu chuyện, nếu hắn biết được vị cảnh sát nhỏ đang nghe trộm phòng bên cạnh mà chạy ra chỉ tay vào hắn là ai? Hắn còn có thái độ như vậy ngày đó sao? Có khi không cần anh hai hắn nói, La Chiến đã tự mình vác dao đến nhà họ đàm tính sổ. Cả họ nhà mày, dám hại hai cục vàng cục bạc của anh em nhà tao à? trong lòng la chiến vẫn coi anh trai mình là la cường trước đây là tu la sống trên giang hồ là lão nhị giết người cướp của máu lạnh tàn bạo không nhân đạo không có chút tình người bản thân la chiến không còn như xưa hắn đã thay đổi hắn chỉ không biết rằng anh trai mình cũng không còn giống như xưa la cường cũng biết quan tâm đến người khác trái tim trở nên mềm mại khi trở nên mềm mại nó sẽ biết đau là Chiến xấu hổ không dám đối mặt với anh hai mình lần nữa nên chỉ biết gửi một đống đồ vào Thanh Hà toàn là những món anh trai hắn thích ăn. Thực ra là đang muốn cúi đầu với La Cường vẫy đuôi xin lỗi cho quả táo ngọt vuốt lông con sư tử đực đang bị chọc giận kia. Bên kia, hắn cũng chuẩn bị sẵn một phong bao lì xì lớn cho tang lễ 100 vạn tệ để gửi đến tang quyến đàm ngũ ra. Không cần biết hai bên ai đúng ai sai nhưng mà dù sao đàm thiếu gia con trai duy nhất của nhà đàm cũng chết oan chết uổng nhà họ la theo quy củ giang hồ tiêu tiền tiêu tai hai bên nhường nhau một bước nhưng mà rất lâu sau đó la triển mới nhận ra rằng chính cuộc khởi binh vấn tội trong lúc nóng nảy của hắn đã làm cho anh trai hắn cuối cùng phải chọn đi đến mức đường cùng hết tập hai mươi sáu các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết đam mỹ hành động hãn phỉ tác giả hương tiểu mạch qua phần trình bày của sam nếu bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video cho nhiều người cùng xem nhé nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện đam mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh sam audio xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo